Thưa quý vị, với nhà nông, sản xuất vụ Tết rất quan trọng vì nhu cầu sản lượng cao và giá cả cũng cao hơn các vụ trong năm. Vì vậy, vụ Tết được nhà nông chăm chút đầu tư nhiều hơn. Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực vào vụ sản xuất các mặt hàng nông sản, thực phẩm để phục vụ thị trường. Một trong những nhu cầu lớn nhất dịp Tết là trái cây. Chuẩn bị cho vụ Tết, từ nhiều tháng trước, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống, xử lý, chăm sóc vườn cây trái để kịp góp mặt vào thị trường Tết. Hơn 2 tháng trước, chị Mai Thanh Hòa ở ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đã chuẩn bị cho vụ dưa lưới Tết. Từ khâu vệ sinh nhà màng, lựa chọn và xuống giống, kết nối với thương lái. Xuống giống 7 sào dưa lưới Hà Lan trong nhà màng so với vụ Tết Nhâm Dần 2022, diện tích dưa lưới của chị Hoa năm Quý Mão tăng gấp 7 lần. Hiện thương lái Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mua toàn bộ dưa lưới trong vườn. Từ cái khâu mà chuẩn bị giá thể ươm hè đến lúc chăm sóc ra quả dưa thì rất là vất vả, ròng suốt hơn 2 tháng trời. Thì thời điểm Tết là thời điểm mà dưa mình bán chạy hơn tất cả những thời điểm khác trong năm và giá cả nó cũng sẽ tốt hơn. Thì bà con rất là mong chờ vào cái dịp Tết. Vụ bưởi Tết được khởi động từ tháng 5, tháng 6 âm lịch. Các nhà vườn đã xử lý cho bưởi ra hoa, cho trái đúng Tết. Và các vườn bưởi đang phát triển tốt chờ ngày cắt bán. Với 3 hecta bưởi Tết, anh Hồ Hoàng Kha ở xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 80 tấn bưởi. Vô cùng thuận lợi, dự kiến sẽ trúng mùa bưởi Tết, cho nên bà con chúng ta cũng sẽ lưu ý một số điểm, ví dụ như về giá cả, có thể cạnh tranh những ở vùng miền hoặc là những cái tỉnh này với tỉnh khác. Chúng ta cũng nên chọn những cái quả nào đẹp để tăng sức cạnh tranh cũng như cái giá cho bưởi Tết. Còn những quả nào mà không đạt thì chúng ta cũng nên tỉa bỏ. Chuẩn bị cho vụ Tết từ tháng 3 âm lịch, Hợp tác xã Như Ý tại xã Long Sơn đã thả nuôi hơn 5.000 con cá chim, cá mú, cá bớp, cá cam và ước tính thu hoạch khoảng 5 tấn cá thương phẩm. Với giá bán dao động từ 150 đến 280 ngàn đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí, vụ Tết Quý Mão 2023, Hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng. Cái vụ Tết này thì Hợp tác xã Thủy sản Như Ý Long Sơn của tụi em đã thả là gần 5.000 con giống. Và trong đó có những loại cá giống như là cá bớp, cá chim, cá cam hoặc là cá mú. Và cái sản lượng đó nó đang phát triển rất là tốt. Dự kiến là tầm khoảng 20 đến 25 tháng 12 âm lịch của mình á, là bắt đầu sẽ thu hoạch và một phần sẽ bán cho thương lái và một phần cũng để trong cái làng bè ẩm thực để quảng bá những cái sản phẩm, những cái cá của mình cho những cái khách du lịch của địa phương khác họ tới đây họ nghỉ dưỡng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phục vụ Tết Quý Mão 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 hecta rau màu, gần 1.000 hecta trái cây các loại với sản lượng ước gần 15.000 tấn, hoa kiểng có gần 800.000 chậu, gần 1.000 tấn thủy sản và hơn 8.000 tấn thịt gia súc, gia cầm, cùng với 10 triệu quả trứng gia cầm. Tết đang cận kề, nhà nông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu càng khẩn trương tất bật hơn bởi bao nỗ lực tiền của đầu tư vào vụ Tết đang đến lúc gặt hái. Vất vả nhưng ai cũng tràn đầy niềm tin hy vọng có được vụ Tết mỹ mãn để Tết càng vui, càng hanh thông cho cả một hành trình mới.